Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Ánh Dương TV. Bản tin quân sự mới nhất. Trung Quốc giám sát chặt khinh hạm tới Cam Ranh. Hãng thông tấn Canadian Press của Canada dẫn lời một số quan chức quốc phòng giấu tên cho biết tàu chiến Trung Quốc đã theo sát khinh hạm HMCS Calgary như hình với bóng trong hải trình tới Việt Nam. Tàu Canada cập cảng Cam Ranh ngày 31 tháng 3. Theo thông tin được Bộ Quốc phòng Canada công bố Kinh hạm dãn nước 5.000 tấn của nước này, chiếc HMCS Kagari đã thực hiện hải trình đi vào Biển Đông, tiếp cận gần vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 29-30 tháng 3 vừa rồi. Trước khi cập cảng cam danh ngày 31 tháng 3 để thăm Việt Nam, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam ngày 31 tháng 3 xác nhận kinh hạm Kagari đã cập cảng cam danh để tiếp vận hậu cần. Trạm trưởng của tàu, ông Mark O'Donohue đã bày tỏ sự cảm kích vì Việt Nam đã cho phép tàu chiến Canada cập cảng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn tiếp diễn. Trước đó, khinh hạm HMCS Kagari của Hải quân Hoàng gia Canada đã thực hiện hải trình xuất phát từ Brunei và tiến vào Biển Đông. Việc Hải quân Hoàng gia Canada hiện diện trong vùng biển này được cho là một thông điệp rất cứng rắn gửi tới Bắc Kinh, bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp và hành vi quân sự hóa trái phép một số đảo nhân tạo trong khu vực. Phản ứng với sự xuất hiện của tàu HMCS Kagari, phía Trung Quốc đã cử một chiến hạm bám đuôi khinh hạm của Canada trong suốt hành trình mà tàu Kagari thực hiện ở Biển Đông. Chuyến hành trình của khinh hạm Kagari được thực hiện ngay sau khi Trung Quốc điều đội tàu đánh cá, số lượng lên tới hai ngàn chiếc, neo đậu trái phép gần đảo Sinh Tồn Đông thuộc Trường Sa, Việt Nam từ hôm 7 tháng 3. Điều đáng nói là dù thời tiết thuận lợi, các tàu cá của Trung Quốc chỉ neo đậu sát nhau, không hề tham gia đánh bắt cá suốt nhiều ngày liền. Sau đó, tỏa đi nhiều hướng xung quanh quần đảo Trường Sa, Việt Nam. Canadian Press nhận định, động thái lần này có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh, vốn đã trượt dốc từ sau vụ bắt giữ giám đốc tài chính toàn cầu Huawei, bà Mạnh Vạn Chu. Về mặt chính thức, Canada phủ nhận nước này muốn truyền tải thông điệp bằng việc di chuyển qua các vùng biển Trung Quốc tự xem là của mình. Tuy nhiên, theo Canadian Press, những chuyến đi này thường được thảo luận ở cấp bậc cao nhất trong chính phủ Canada trước khi tiến hành. Hồi năm ngoái, Canada đã đưa tàu chiến HMCS Ottawa đi qua eo biển Đài Loan nhằm thể hiện sự ủng hộ của Canada đối với các đối tác và đồng minh thân cận nhất, an ninh khu vực và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Còn nói về khinh hạm của Canada vừa cập bến cam danh Việt Nam, HMCS Calgary là khinh hạm hiện đại bậc nhất của Hải quân Hoàng gia Canada hiện nay. Tàu Calgary được đóng theo lớp Halifax, có độ giãn nước tối đa lên tới 5.000 tấn, dài 134 m rộng 16,5 m Tàu được trang bị hai động cơ tuổi bin khí cùng một động cơ diesel nó cho phép di chuyển với tốc độ tối đa có thể lên tới 30 hải lý trên một giờ, tương đương 56 km trên một giờ. Tầm hoạt động tối đa của tàu khi di chuyển với tốc độ hành trình có thể lên tới 17.600 km. Tuy nhiên, tầm hoạt động này phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết và dòng chảy của nước biển. Hệ thống vũ khí được trang bị trên khinh hạm HMCS Calgary của Canada là cực kỳ đáng nể. Cụ thể, khinh hạm này mang theo 24 ống phóng ngư lôi MK46 18 tên lửa phòng không Sipharo SAM. Ngoài ra, tàu có thể triển khai ngay lập tức 8 tên lửa chống hạm Harpoon. Đây là loại tên lửa có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Tầm bắn tối đa 280 km và có giá lên tới 1,5 triệu USD cho mỗi quả. Ngoài ra, phía sau tàu cũng có một sàn đáp và nhà chứa trực thăng, cho phép hạ cánh một trực thăng CH-148 của Không quân Hải quân Hoàng gia Canada. Hải quân Canada hiện đang sở hữu 12 tàu khinh hạm lớp Halifax cùng với 18 chiếc HMCS Calgary. Các tàu chiến lớp này được Canada đóng mới từ năm 1987, bắt đầu được cho nhập biên từ năm 1992. Tới nay, dù chiếc Halifax cũ nhất của Hải quân Hoàng gia Canada cũng đã gần bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, lớp tàu chiến này vẫn được nâng cấp liên tục cho phép nó phù hợp với yêu cầu của tác chiến hiện đại. Bản tin của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.